Gia đình tôi có chung sở thích chơi thể thao. Bố mẹ chúng tôi đã nhiều tuổi nhưng cơ thể vẫn dẻo dai khỏe mạnh. Bởi vì chúng tôi cùng quan tâm chăm sóc bảo vệ xương vững chắc hàng ngày ngay từ khi còn trẻ với vững cốt pizza chứa đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 giúp chuyển hóa canxi từ máu vào xương. Vững cốt pizza giúp gia đình tôi bảo vệ xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Vững cốt pizza, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, từ sau tuổi 30, mỗi chúng ta sẽ bị lão hóa thêm một ít. Quá trình lão hóa này xảy ra ở tất cả các bộ phận trên cơ thể, từ da, móng tóc đến xương khớp, các cơ quan chuyển hóa, dây thần kinh, mạch máu. Trong đó, quá trình mất xương và thoái hóa xương khớp là rất phổ biến. Rất dễ nhận thấy với các biểu hiện điển hình là tình trạng đau nhức xương khớp và nhiều người xem đó là sự tất yếu của tuổi tác. Và khi quá trình này xảy ra liên tục mà bạn không thực hiện biện pháp để phòng ngừa từ sớm, sẽ dẫn tới các bệnh về xương khớp, trong đó các bệnh thường gặp nhất là loãng xương, gãy xương do loãng xương, thoái hóa xương khớp dẫn tới thoái hóa đốt sống cổ, đau cột sống thắt lưng, gai cột sống, đau thần kinh tọa, thoát vị địa đệm, thoái hóa khớp, một số bệnh viêm xương khớp. Muốn phòng loãng xương thì chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống hợp lý, chế độ thể dục hợp lý, một cái lối sống lành mạnh, vui vẻ, không uống rượu, không hút thuốc lá. Cho nên là cái đấy là một cái điều rất tốt. Tôi nghĩ rằng một cái thái độ quan tâm nhất của xã hội hay là trong từng gia đình đối với chị em phụ nữ đề phòng các cái bệnh xương khớp là cái việc lao động hợp lý. Mùa đông thì phải được mặc quần áo ấm, phải đi giày, đi tất cho nó ấm. Thế rồi là ăn uống thì phải đủ cái lượng canxi, đặc biệt là phải có sinh tố D và sinh tố K, tức là cái vitamin K2 đấy, tức là menakinol K. Cái này là rất cần cho cái quá trình tạo xương. Lối sống góp phần quan trọng để phòng ngừa loãng xương và thoái hóa xương khớp. Trong các bữa ăn hàng ngày, chúng ta cần lựa chọn các thực phẩm giàu canxi, vitamin D bao gồm sữa và các chế phẩm từ sữa, hải sản, tôm, cua, cá, rau lá xanh như đay, mồng tơi, ngót, mộc nhĩ, bông cải xanh hay bắp cải. Bên cạnh đó, thường xuyên vận động sẽ tăng hấp thu canxi, tập cho xương chắc khỏe. Tập thể dục giúp tạo thêm cơ, từ đó gánh vác bớt lực tải cho khung xương, đồng thời duy trì và tăng sức mạnh của xương, cải thiện khả năng giữ thăng bằng. Một trong những bài tập có thể kể đến là yoga. Việc tập luyện yoga thường xuyên giúp giảm những cơn đau nhức ở xương khớp, săn chắc các cơ, nới lỏng các khớp, tăng cường tuần hoàn máu đến các cơ, tăng khả năng linh hoạt của khớp. Ngoài các bài tập trên, cần phòng và giúp cải thiện thoái hóa khớp bằng collagen, có thể bổ sung trực tiếp hoặc dùng MK7 kích thích cơ thể sản xuất collagen, chondroitin hay glucosamine. Phòng và cải thiện tình trạng mất xương và loãng xương bằng viên uống vững cốt có chứa các thành phần như canxi nano, D3, MK7, magie, đồng kẽm, mangan, boron, silic, DHA, quercetin nên uống liên tục hàng ngày hoặc thành từng đợt, mỗi đợt 3 tháng, mỗi năm dùng từ 2 đến 3 đợt. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem một số động tác hướng dẫn của chuyên gia yoga, thầy Brahat đến từ Ấn Độ. Những bài tập này sẽ tác động hầu hết đến các khớp, giúp rèn luyện, bảo vệ và ngăn ngừa loãng xương hiệu quả, giúp chúng ta có một sức khỏe toàn diện.
Kết thúc động tác này, ta đưa hai tay sang ngang, thả lỏng. Hai chân duỗi thẳng, sát nhau, bàn chân thẳng, ngón chân hướng lên trời. Hai tay đưa. Vắt chéo chân phải sang phần hông bên trái, đầu gối phải hướng lên trời, chống tay phải lên thảm, ngay xa hông phải, cánh tay trái hướng lên trời, ưỡn thẳng lưng, vặn người, giữ nguyên động tác trong 5 nhịp thở. Khi thở ra, ta gập cánh tay trái lại và đặt khuỷu tay trái ra mặt ngoài của đầu gối phải. Thả lỏng. Động tác tiếp theo, ta giữ lưng thẳng, hai chân sát nhau, duỗi thẳng về trước, hai tay đưa sang ngang, từ từ đưa lên cao, duỗi thẳng rồi đưa chạm, duỗi thẳng rồi đưa về chạm vào ngón chân cái, duỗi dài toàn thân về phía trước, đồng thời
động tác quỳ trên thảm. Hai tay đặt sát hai bên hông, từ từ đưa hai tay lên cao. Bàn tay đan vào nhau, xoay ngửa lòng bàn tay lên trời, ngửa người ra sau, mắt nhìn theo hướng Tây. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Thả lỏng. Giữ động tác quỳ, hai tay chống sau lưng, ưỡn ngực, ngửa mặt lên, mắt nhìn thẳng. Quỳ gối trên thảm tập, bàn chân để ngửa, đầu gối mở rộng sang hai bên, cúi gập người xuống sao cho phần thân trên nằm giữa hai bên đùi và trán chạm mặt thảm. Hai tay duỗi thẳng ra phía trước, lòng bàn tay úp xuống, nhắm mắt và hít thở. Thắt lưng và uốn người ra phía sau, sao cho lưng chạm xuống thảm. Hai tay áp hai bên hông, rồi chuyển sang tư thế quỳ hai gối và chống hai tay, đầu ngước cao. Hít hơi thật sâu và ưỡn ngực ra trước. Giữ tư thế này trong 5 giây.
từ từ đưa chân phải lên cao, đầu ngẩng cao, ưỡn lưng. Đưa chân phải hướng về trước, sao cho trán chạm vào đầu gối phải. Chân phải ra sau, đưa lên cao, nhấc tay trái lên, duỗi thẳng. Cố gắng duỗi thẳng hết mức có thể chân phải và tay trái. Hạ chân phải xuống, kéo cao đưa về phía trước. Cúi đầu, sao cho trán chạm vào đầu gối chân phải. Hít thở sâu. Vắt chân phải lên trên đùi trái, ngồi giữa hai gót chân và điều chỉnh hông để có khoảng cách đều từ mỗi bàn chân. Đặt tay phải ra sau lưng, nâng tay trái lên trên, uốn cong khuỷu tay để bàn
thẳng chân và cánh tay. Nâng hông càng cao càng tốt, không nhón chân. Giữ nguyên tư thế, hít vào, thở ra 5 lần. Nằm sấp trên thảm, bàn chân đặt thẳng theo mặt đất, hai tay co về phía nách, các ngón tay xòe ra, hít vào, nhấc đầu và cổ cao lên, đẩy vai xuống, kéo căng thân trên theo chiều dài cột sống, mắt nhìn lên, hạ thấp bả vai xuống, thở ra từ từ, hạ thân xuống thảm, thư giãn với tư thế nằm sấp. Người nằm sấp, dùng lực của cơ bụng nâng thẳng hai chân phía sau, đồng thời hai tay song song, duỗi thẳng ra đằng sau. Động tác này giúp ta làm chắc. Nhấc chân trái lên, duỗi thẳng.
vặn người sang bên phải, nhìn ra sau. Thực hiện tư thế đứng thẳng, hai chân khép sát vào nhau, sau đó từ từ cúi người xuống, hai tay ôm lấy hai chân, kéo cho ngực áp sát vào chân, hít thật sâu và giữ trong vài giây. Để giúp xương cốt được khỏe mạnh, dẻo dai cũng như loại trừ được các độc tố trong cơ thể. Từ năm 1995, Bộ Y tế Nhật Bản đã quyết định khuyên người dân dùng natto chứa MK7 để bảo vệ xương chắc khỏe, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, nhờ đó giúp người Nhật sống khỏe và sống lâu vào bậc nhất trên thế giới.
Trong nhiều năm nay, người dân Nhật và ở nhiều nơi khác đã dùng natto như thực phẩm hàng ngày. Nhưng natto chứa MK7 có mùi tanh đồng và vị khó chịu nên ít phổ biến trên thế giới. Chính vì vậy, viên uống chứa MK7 sẽ là giải pháp tiện ích hơn cho những ai không ăn được, không có natto. MK7 được sản xuất theo phương pháp truyền thống natto với công nghệ tiên tiến tại Nhật Bản. Natto được làm từ đậu nành lên men nhờ Bacillus subtilis là nguồn tự nhiên giàu MK7 nhất. MK7 tăng cường sức khỏe xương, phòng ngừa loãng xương bằng cách kích thích các hoạt chất osteocalci để tối ưu cách gắn canxi cho cấu trúc xương và tăng lượng collagen trong xương. Nếu không có MK7 thì canxi sẽ đi vào mọi nơi bất kỳ. Nếu không có MK7, dù có vitamin D thì canxi vẫn sẽ chống lại bạn. Khi đó canxi thích gắn vào mô mềm, vào mạch máu như động mạch, vành tim, thận hay tĩnh mạch hơn là gắn vào xương của bạn, gây ra nhiều phiền hà cho con người như nhiều bệnh xương khớp, vôi hóa mạch máu tạo xơ vữa động mạch, giãn tĩnh mạch, bệnh mạch vành tim, sỏi thận, suy thận, vôi hóa các mô liên kết và tạo vết nhăn. Lợi ích của MK7 trên xương là dự phòng và giúp điều trị loãng xương, còi xương, gãy xương, giúp xây dựng và bảo vệ xương khỏe mạnh, làm chậm quá trình mất xương do tuổi, cải thiện chất lượng xương trong nhiều nguyên nhân bệnh lý như mãn kinh do dùng thuốc, bệnh Parkinson, xơ gan, đột quỵ, đái tháo đường và bệnh tiêu hóa. MK7 giúp ngăn cản quá trình vôi hóa thành mạch máu bằng cách loại bỏ canxi ra khỏi động mạch. Khi thiếu vitamin K này, lượng canxi tích tụ sẽ chuyển hóa thành các mảng xơ vữa mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và bệnh xơ vữa động mạch. MK7 làm tăng lượng collagen ở lớp thượng bì trên da, đồng thời giúp giảm lượng canxi tích tụ trên da, nhờ đó giúp da khỏe mạnh và giảm nếp nhăn. Chúng ta cũng đang có một cái thực phẩm chức năng mà hiện nay người ta đã nói đến rất nhiều, đó là vững cốt vi da MK7. Đấy, tại sao cái vững cốt vi da MK7 nó lại có ý nghĩa ưu việt ở cái chỗ rằng ngoài cái việc nó có canxi, mà canxi dưới dạng nano, đấy, cái canxi này dễ hấp thu, canxi này không gây táo bón. Cái thứ hai là nó lại có MK7. MK7 đây chính là cái vitamin K2. Đấy, các vitamin K2 này nó quan trọng lắm, bởi vì nó ngày xưa đến thì chúng ta chỉ nói vitamin K là để cầm máu thôi, nhưng thực ra vitamin K2 nó đóng một cái vai trò rất quan trọng cho cái việc nó làm cho canxi khi nó vào được cái đường tiêu hóa rồi thì hấp thu qua cái thành ruột để nó vào trong máu. Nhưng đồng thời cái vitamin K2 mà ở trong cái phân nhóm MK7 này nó lại cùng với estrogen, cùng với lại D3, nó như cái anh chị lái xe vận chuyển, nó vận chuyển đúng cái canxi đến cái nơi cần thiết để nó gắn vào cái tế bào khung xương, chỗ mất xương, chỗ mà cái xương cứng nó giảm đi hoặc chỗ gãy xương. Nhưng nó là còn một cái ưu việt nữa, tức là nếu mà khi cái lượng canxi sử dụng không cần đến nữa thì nó lại đưa cái canxi đi ra chỗ khác, nó thải trừ cho mình, nó tránh cái tình trạng chỉ hấp thu canxi vào mà vào chỗ xương mà không hấp thu xương thì nó lại bỏ ở đấy ở trong cơ nhất. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất nó làm trong các thành mạch, nó lại làm cho cái thành mạch tăng lên, tức là vô hình dung cái canxi lại gây thêm cái bệnh về tim mạch. Thế ngoài cái đó ra thì nó còn có kẽm, có boron, có đồng. Thì ta cứ tưởng tượng cái tế bào khung xương ấy là cái khung nhà mà calcium và các chất vô cơ là như là bê tông đấy, để gắn vào và tạo thành cái khung cái nhà ấy. Nhưng mà những các cái đinh, những cái để nó gắn kết nó thành được cái hình cái nhà ấy thì chính nhờ boron, nhờ kẽm, nhờ đồng, đấy, nhờ sắt. Cho nên cái này là cái rất cần thiết. Cái vi lượng tuy là một cái lượng rất nhỏ nhưng là cái tác dụng sinh học nó rất lớn. Thì cái ưu điểm của cái vững cốt vi da MK7 ấy, ngoài những các cái nguyên liệu chính thì nó lại có một số những các cái chất vi lượng rất cần thiết cho cái sự gắn kết và hình thành của xương. Và như vậy thì nó có tác dụng tốt cho chúng ta dự phòng loãng xương. Thực tế cho thấy, với các bài tập yoga, phụ nữ không chỉ trẻ hơn, đẹp hơn mà làn da của họ cũng trở nên tươi sáng hơn qua sự vận động trao đổi thể chất, trí não và tâm linh của môn tập này. Đây là những bài tập yoga giúp bạn giảm căng thẳng, bình tâm và có được làn da sáng như mong ước. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tập yoga do thầy Brahat hướng dẫn. Những bài tập này sẽ giúp bạn điều tiết cơ thể, đào thải độc tố, mang lại sự khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Từ đó sẽ giúp cho sắc đẹp của bạn rực rỡ hơn. Xin chào, tôi là Brahat Kumar. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn những động tác giúp cải thiện da, chống lão hóa và săn chắc. Hai tay duỗi thẳng, đưa lên cao.
lòng bàn tay chạm vào nhau, mắt nhìn theo tay. Hạ tay xuống, cúi đầu, mắt nhìn xuống chân. Tiếp tục lặp lại động tác trên. Hai tay đưa lên cao, mắt nhìn theo tay. Hạ tay, cúi đầu, mắt nhìn xuống. Đưa tay lên cao, mắt nhìn hướng lên trên, tay đan vào nhau. Lòng bàn tay hướng lên trời, duỗi thẳng tay hết sức có thể. Nhấc chân kiễng lên. Hít sâu. 3, 2, 1. Tiếp tục giữ thẳng tay, nhìn thẳng về phía trước, dướn người nghiêng sang phải. Giữ thẳng tay, dướn người nghiêng sang trái, mắt nhìn thẳng. Tiếp tục thực hiện động tác này thêm một lần nữa. Duỗi thẳng tay, dướn người nghiêng sang phải. 3, 2, 1. Mắt nhìn sang phải. Giữ thẳng tay, nghiêng người sang trái. 3, 2, 1. Đứng thẳng, đầu và thân mình thẳng nhưng thả lỏng. Đầu gối thẳng, cánh tay buông thõng hai bên. Hít sâu, bắt đầu đưa tay duỗi thẳng lên cao, lòng bàn tay chắp vào nhau, hạ xuống trước ngực, mở rộng các ngón tay, từ từ cúi người xuống. Hít vào và giơ cánh tay qua khỏi đầu, ưỡn cong mình về phía sau, đầu gối và khuỷu tay thẳng, cánh tay đặt dọc hai bên tai, hông cong ra phía trước. Đưa tay lên cao, thẳng lưng, cong gập thân mình ra trước, đưa bàn tay hướng xuống thảm, đặt cạnh bàn chân, sao cho các ngón tay và ngón chân thẳng hàng nhau, và đầu hướng vào đầu gối. Bàn tay duỗi thẳng, áp sát vào thảm hết mức có thể. Hai tay đặt thẳng, không di chuyển tay, hít vào và kéo duỗi chân phải về phía sau, càng xa càng tốt. Hạ đầu gối chân phải xuống đất, ngửa đầu lên, thân người giữ thẳng từ đầu đến gót chân, nhìn thẳng về phía trước. Tiếp tục đưa chân trái về phía sau, thân người giữ thẳng, nâng mông lên, nhìn thẳng về phía trước. Thở ra, hạ đầu gối xuống sàn, giữ hông bên trên, không đưa thân về sau. Hạ ngực xuống thảm ở giữa hai bàn tay, đưa trán chạm thảm, hít vào, ưỡn ngực lên và đưa đầu về phía sau, chân và hông ở trên sàn, không di chuyển bàn tay, khuỷu tay cong nhẹ lại và không bị căng ở vai. Thở ra, cắm ngón chân xuống, không di chuyển bàn tay hay bàn chân, đưa hông lên cao nhất có thể, đẩy gót chân về phía sau thảm, bàn tay nằm áp sát trên sàn, đầu ở giữa hai cánh tay, nhìn vào bàn chân, đưa bàn chân phải bước về giữa hai bàn tay, để các ngón tay, ngón chân cùng hàng, ngửa đầu lên, không di chuyển bàn tay, thở ra. Khi bước bàn chân trái về phía trước, đặt cạnh bàn chân phải, trán hướng về đầu gối, giữ hông cao hết mức có thể, các ngón tay và ngón chân thẳng hàng nhau. Hít vào, đưa hai tay lên cao, các ngón tay mở rộng, đưa lên cao rồi hạ xuống, buông thõng ở hai bên. Đứng thẳng lưng, chân mở rộng, hai chân dạng tạo một góc 45 độ. Người nghiêng sang phải, sao cho tay chạm đất. Tay trái hướng thẳng lên trên, tạo góc 90 độ so với mặt đất. Thở ra, trở về vị trí ban đầu, ta đổi bên thực hiện động tác này.
quay trở lại tư thế đứng thẳng lưng, hai chân mở rộng, hai tay giơ sang ngang, hai chân tạo một góc 90 độ, quay người sang phải, tay giữ thẳng, tay trái chạm đất, thẳng hàng với chân phải, tay phải giơ lên cao, hướng lên trời, sao cho tạo góc 90 độ với mặt đất, hít sâu và thở ra 5 lần. Trở về vị trí ban đầu, ta đổi bên thực hiện lại động tác này. Đưa chân phải lên trước, trùng gối tạo góc vuông 90 độ, chân trái thẳng về phía sau, hai tay đưa sang ngang hai bên, cao bằng vai, thở ra. Chú ý, ở động tác này, chân phải mở rộng một góc 90 độ, giữ thẳng thân trên, tay trái giữ thẳng, ta giữ nguyên tư thế này trong 3 nhịp thở, 3, 2, 1. Trở về tư thế chuẩn bị và đổi chân. Lưu ý mở rộng chân hết mức có thể. Chân phải duỗi thẳng. Chân trái co một góc 90 độ. Trở về tư thế hai chân mở rộng, tay sang ngang, chân phải chuyển sang vuông góc, chân trái thẳng, người nghiêng sang phải tạo một đường thẳng, tay phải áp sát chân phải, tay trái hướng lên trên tạo một đường thẳng, mắt hướng lên trên, nhìn theo tay trái, ta giữ động tác này trong 5 nhịp thở. Hít vào, thở ra. Trở về tư thế chuẩn bị và ta đổi bên thực hiện. Hai chân mở rộng, tay đưa lên qua đầu, lòng bàn tay áp vào nhau, mở rộng hai tay, hạ xuống, chống hông, thả lỏng cơ thể, đứng thẳng người, mở rộng hai chân rồi xoay người sang bên phải với sải bước chân dài hơn, ưỡn căng cơ thể. Hai tay giơ thẳng lên trời, trọng tâm cơ thể dồn về phía trước. Giữ thân, trụ thẳng 90 độ. So với phần trên cơ thể, hướng mắt nhìn lên trời, đếm 5 nhịp thở. Đứng thẳng người, lặp lại động tác tương tự khi quay sang bên trái.
thả lỏng cơ thể. Hít vào, thở ra. 3, 2, 1. Hạ hai tay xuống, đặt hờ bên hông, thả lỏng cơ thể. Tay phải đưa lên cao qua đầu, duỗi thẳng tay, tay trái đưa về phía trước, song song với mặt thảm, duỗi thẳng tay, nhấc chân trái vắt sang phải, chân phải giữ trụ cho cơ thể, tay phải hướng ra ngoài, khửu tay trái đặt lên tay phải, uốn chặt hai tay. Chân trái vòng vào chân phải trụ vững. Cả người hạ xuống, giữ tư thế này trong 5 nhịp thở. 5 4 3 2 1 Trở về tư thế chuẩn bị. Ta thực hiện động tác này ở phía bên kia. Hai tay chống hông, thả lỏng. Nhấc chân trái lên cao. Bàn tay trái giữ lấy ngón chân trỏ trái. Kéo căng chân trái. Tay phải đồng thời đưa lên cao quá đầu. 5 4 3 2 1 Hạ tay phải, chống hông. Hạ chân trái về tư thế ban đầu. Ta đổi bên thực hiện động tác này. Đứng thẳng, tay áp sát hông, thả lỏng. Chân trái giơ ra sau. Tay trái giữ chặt bàn chân trái. Tay phải hướng về phía trước. Ưỡn cong người song song với thảm. Hít vào, thở ra. 5 4 3 2 1 Cố gắng ưỡn cong người hết sức có thể. Trở về tư thế chuẩn bị. Ta thực hiện động tác này ở bên kia. Thank you.
đứng thẳng, hai chân dang rộng ngang vai, tay buông thõng. Từ từ hạ thấp người cho tới khi đầu gối tạo một góc 90 độ. Giữ nguyên tư thế trong 5 giây. Giữ hai chân dang rộng bằng vai, tay đưa cao qua đầu, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay xoay ngửa lên trời, kiễng chân lên, giữ thăng bằng. 3, 2, 1. Gối trên sàn nhà, bàn chân để ngửa, đầu gối mở rộng sang hai bên, ngồi trên gót chân, cúi gập người, sao cho phần thân trên nằm giữa hai bên đùi và trán chạm mặt thảm. Hai tay duỗi thẳng ra phía trước, lòng bàn tay áp sát mặt thảm, nhắm mắt lại và thở sâu. Giữ nguyên tư thế quỳ, thẳng lưng, duỗi chân về phía trước. Gập người về phía trước đến mức thấp nhất có thể. Hai tay cầm ngón chân cái, trán chạm vào cẳng chân. Ngồi thẳng lưng, người hơi ngả ra sau, giữ thăng bằng, từ từ duỗi thẳng hai chân, bàn chân cũng duỗi thẳng, tay vươn dài, song song với trần, lòng bàn tay hướng vào nhau. Đặt người nằm trên thảm, co hai chân vuông góc với thảm, ưỡn cong người, nhấc bổng hông lên trên, cao hết sức có thể. Từ tư thế nằm ngửa, hai chân co lại giữ nguyên, uốn cong chân, nhấc cao đầu, lưng và hông lên, tay chống chắc chắn ở hai bên cạnh vai. Hạ người xuống trở về tư thế ban đầu, từ từ co gối lên trước ngực, hai tay ôm gối, kéo sát vào ngực, kết hợp với hít sâu.
Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân với thành phần chính là estrogen 100 giúp bổ sung estrogen thảo dược kết hợp với các hoạt chất chống oxy hóa từ thiên nhiên, mang lại ba tác dụng: giúp chống lão hóa và trẻ hóa làn da, dưỡng da sáng hồng, giảm vết nám sạm, ngăn ngừa và cải thiện các triệu chứng do suy giảm nội tiết tố và tiền mãn kinh. Kiều Xuân, trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Hãy gọi 1900-1259 để được tư vấn sức khỏe sinh lý nữ. Quá trình lão hóa tự nhiên bắt đầu diễn ra ở tuổi 30, cùng với đó là sự suy giảm của buồng trứng dẫn đến sự suy giảm estrogen. Biểu hiện là những vết nám da, sạm da sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn, sự khô giác thường xuyên xảy ra hơn. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học thì chúng ta có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thanh xuân và tuổi thọ bằng cách bổ sung tiền nội tiết tố nữ estrogen cùng với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên ngay từ tuổi 30 hoặc sớm hơn khi có dấu hiệu estrogen bị suy giảm. Đó là một trong những giải pháp tốt nhất giúp chị em luôn trẻ đẹp, khỏe mạnh và hấp dẫn, kể cả khi đã bước sang tuổi giao mùa. Thế đối với phụ nữ lại một cái điều nữa, tức là khi đã lên tuổi mãn kinh thì estrogen nó giảm, mà cái vai trò estrogen thì nó vô cùng quan trọng trong cái việc vận chuyển xương canxi vào đến cái vị trí cái xương cần thiết như là cái xương xưa hoặc cái chỗ xương gãy để nó gắn kết vào cái tế bào khung xương, và đồng thời thiếu nó thì cái sự vận chuyển này tự nhiên cái sự hấp thu canxi đối với người phụ nữ đã giảm đi. Vì vậy cho nên ngoài cái việc chúng ta đưa canxi sinh tố DHA thì một cái việc hết sức quan trọng là phải đưa được một cái lượng hormone cần thiết, đó là estrogen. Cho nên hiện nay thế giới người ta đi vào một xu hướng, tức là ta đưa vào cái nguyên liệu, tức là estrogen 100, và từ estrogen 100 ấy thì người phụ nữ cần đến đâu thì nó sẽ có, cơ thể sẽ tự tổng hợp, cơ thể sẽ tự tổng hợp cái estrogen cần thiết. Và như vậy tức là tôi muốn nói đến là hiện nay chúng ta trên thị trường đang có một cái loại thuốc, các loại thuốc đã có estrogen. Đấy, và estrogen 100 như là trong cái thuốc trên cái thực phẩm chức năng là Kiều Xuân có estrogen 100. Cái Kiều Xuân estrogen 100 ngày uống 2 viên thì cũng giúp ích rất nhiều cho chị em phụ nữ khắc phục cái tình trạng loãng xương sớm. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh và đã mãn kinh sau tuổi 40, ngoài viên uống vững cốt, nên bổ sung thêm estrogen từ thảo dược estrogen 100 có trong viên uống Kiều Xuân, nên uống liên tục hoặc thành từng đợt 3 tháng, mỗi năm uống từ 2 đến 3 đợt. Khi các chị em bị loãng xương và thoái hóa xương khớp, việc sử dụng thường xuyên viên uống vững cốt và Kiều Xuân sẽ giúp tăng mật độ xương, giảm tốc độ thoái hóa, nhờ đó giúp giảm tần suất, mức độ đau xương khớp và cải thiện bệnh một cách rõ rệt sau 3 đến 6 tháng sử dụng. Gọi 0439978898 hoặc 1900-1259 giờ hành chính, hoặc gửi câu hỏi tới hòm thư songkhoe@bacsitivan.vn để được tư vấn về bệnh lý và sản phẩm. Chi tiết website loãngxuong.net.vn. Gia đình tôi có chung sở thích chơi thể thao. Bố mẹ chúng tôi đã nhiều tuổi nhưng cơ thể vẫn dẻo dai khỏe mạnh. Bởi vì chúng tôi cùng quan tâm chăm sóc bảo vệ xương vững chắc hàng ngày ngay từ khi còn trẻ với Vững Cốt Pizza chứa đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 giúp chuyển hóa canxi từ máu vào xương. Vững Cốt Pizza giúp gia đình tôi bảo vệ xương chắc khỏe, hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Pizza, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân với thành phần chính là estrogen 100 giúp bổ sung estrogen thảo dược kết hợp với các hoạt chất chống oxy hóa từ thiên nhiên, mang lại ba tác dụng: giúp chống lão hóa và trẻ hóa làn da, dưỡng da sáng hồng, giảm vết nám sạm, ngăn ngừa và cải thiện các triệu chứng do suy giảm nội tiết tố và tiền mãn kinh. Kiều Xuân, trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Hãy gọi 1900-1259 để được tư vấn sức khỏe sinh lý nữ.